Chào các em. Hai bài học hôm trước chúng ta đã ôn tập về cấu tạo của số thập phân, cách đọc số thập phân, cách viết số thập phân, và hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập tiếp về hàng của số thập phân. Trong bốn bài ôn tập này thì bài ôn tập hôm nay là quan trọng nhất đó các em ạ. Tại sao lại là quan trọng nhất? Bởi vì nếu các em nắm chắc được hàng của số thập phân thì các em sẽ làm tốt được năm dạng bài tập sau. Dạng bài thứ nhất đó là viết số thập phân. Dạng bài thứ hai đó là dạng tìm giá trị của một chữ số ở phần thập phân. Dạng thứ ba, so sánh hai số thập phân. Dạng thứ tư, chuyển một phân số thập phân hoặc hỗn số sang số thập phân. Và dạng thứ năm cũng là dạng khó nhất, đó chính là đổi đơn vị đo. Các em thấy đó, bài hàng của số thập phân thật là quan trọng đúng không nào? Bây giờ các em hãy ngồi và chăm chú lắng nghe phần ôn tập của cô nhé. Cô có một ví dụ sau. Giả dụ cô có một cái bánh kem rất là to và cái bánh kem này được phân làm 10 phần bằng nhau. Cô cho em một phần trong 10 phần cái bánh kem đó. Như vậy, số phần bánh kem mà em được nhận là 1 phần 10. Cái bánh kem lúc còn nguyên vẹn, nó giống như là phần nguyên của một số thập phân vậy đó. Và 1 phần 10 này là một hàng của phần thập phân. Nó giống như một hàng của phần thập phân, của một số thập phân. Nếu cái bánh kem này cô chia làm 100 phần và cho em một phần, số phần bánh kem của em được nhận là 1%. 1% này cũng là một hàng trong phần thập phân, của một số thập phân. Nếu cái bánh kem này được chia làm 1.000 phần, cô cho em một phần. Như vậy số phần bánh kem mà em được nhận là 1/1000. 1/1000 cũng ví như là một hàng trong phần thập phân của một số thập phân. Thế thì vị trí của ba hàng này, 1/10, 1%, và 1/1000 sẽ được xếp như thế nào trong các hàng của một số thập phân đây? Cô và các em cùng xếp vào nhé. Chúng ta có bảng sau. Vậy phần nguyên của số thập phân, các hàng của nó giống như một số tự nhiên, bắt đầu từ hàng đơn vị là nhỏ nhất tới hàng chục, trăm, nghìn, chục nghìn, vân vân, đi về phía bên trái. Ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân chúng ta có dấu phẩy. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em xếp vào trong bảng nhé. 1/10 đứng liền sau dấu phẩy là 1/10, gọi là hàng phần 10. Đứng liền sau hàng phần 10 chính là hàng phần trăm. Và đứng liền sau hàng phần trăm là hàng phần nghìn đó các em. Như vậy phần thập phân của số thập phân sẽ bắt đầu từ hàng phần 10 đến hàng phần trăm, rồi đến hàng phần nghìn. Trong cuộc sống thì không có dừng lại ở hàng phần nghìn đâu các em ạ. Mà nó còn có thể có hàng phần 10.000, phần 100.000, phần triệu. Trong bài học hôm nay chúng ta giới hạn ở 3 hàng của phần thập phân là hàng phần 10, hàng phần trăm và hàng phần nghìn các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử xếp một vài số thập phân vào trong bảng nhé. Cô có số thập phân sau: 378,251. Phần nguyên có 378. 3 được xếp vào hàng trăm. Chữ số 7
xếp vào hàng chục. Chữ số 8 xếp vào hàng, đơn vị, phần nguyên và phần thập phân ngăn cách bởi dấu phẩy. Phần thập phân chúng ta có số 251. Mặc dù đọc là 251 nhưng thực tế không có hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị nào ở đây cả. Chữ số 2 này chính là 2/10. Chữ số 5 này chính là 5%. Và chữ số 1 này chính là 1/1000. Số thập phân thật là một số kỳ lạ đúng không các em? Chúng ta đọc lại 378,251 đã được xếp đầy đủ vào trong bảng rồi đấy. Và lưu ý rằng phần thập phân mặc dù đọc là 251 nhưng thực tế không có một hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị này ở đây cả, mà chỉ có hàng phần 10, hàng phần trăm và hàng phần nghìn thôi các em nhé. Chúng ta xếp tiếp số thập phân thứ hai. 49,63. Phần nguyên có số 49. 4. Chữ số 4 xếp vào hàng chục. Chữ số 9 xếp vào hàng đơn vị, dấu phẩy ngăn cách giữa hai phần. Phần thập phân có số 63. Hàng đầu tiên, chữ số 6 được xếp vào hàng phần 10, 6/10. Chữ số 3 được xếp vào hàng phần 3%. Dễ chưa nào? Chúng ta sang một bài xếp tiếp nhé. Số 0,029. Phần nguyên có một chữ số 0 được xếp vào hàng đơn vị, dấu phẩy ngăn cách giữa hai phần. Phần thập phân có số 0,029 nhưng không có một hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị nào ở đây, mà chữ số 0 này sẽ được xếp vào hàng phần 10, chữ số 2 được xếp vào hàng phần trăm và chữ số 9 được xếp vào hàng phần nghìn. Các em lưu ý, hàng phần 10 có một số 0 thì ta vẫn phải viết chữ số 0 ở đây, không được bỏ chữ số 0 này nhé. Nếu bỏ đi chữ số 0 này thì ta sẽ được một số thập phân khác, khác với số thập phân ban đầu về mặt giá trị đấy. Cho nên không được bỏ số 0 này các em nhé, mà ta phải viết số 0 vào. Các em đã biết xếp các chữ số của một số thập phân vào các hàng của nó. Như vậy chúng ta hãy bước qua một cái bài tập lớn hơn nữa, đó là phần nhận xét. Các em có nhận xét gì về hai hàng liền kề nhau, mối quan hệ giữa hai hàng liền kề nhau trong một số thập phân? Hai hàng liền kề nhau thì chúng hơn kém nhau bao nhiêu lần nè? Thật là quá dễ đúng không? Chỉ cần nhìn phần nguyên thì chúng ta có thể dự đoán được hai hàng liền kề nhau trong một số thập phân thì sẽ hơn kém nhau 10 lần. Tăng lên 10 thì cũng giảm đi 10. 100 thì bằng 10 chục. 1 chục thì bằng 10 đơn vị. Và 1 đơn vị sẽ bằng 10 cái, 10 lần 1/10. Để chứng minh điều đó, cô có thể thực hiện một phép tính. Cô hướng dẫn cả lớp về cách chứng minh nhé. Để tính số lần một đơn vị gấp 1/10, cô thực hiện phép tính chia. Lấy 1 chia 1/10, chia phân số chuyển thành nhân nghịch đảo, 1 × 10/1, và kết quả ta được là 10 lần. Như vậy một đơn vị gấp 10 lần 1/10. Tương tự, ta sẽ chứng minh được 1/10 gấp 10 lần 1%, và 1% gấp 10 lần 1/1000. Các em thấy đó, ở nhà các em sẽ tự chứng minh lại giúp cô nhé. Bây giờ chúng ta sang bài tập vận dụng. Bài số 1, viết số thập phân theo cấu tạo số.
Nhiệm vụ của chúng ta là phải nhớ được các hàng của một số thập phân các em nhé. Số thập phân gồm có 3 đơn vị, 4 phần 10. Như vậy phần nguyên có 3 đơn vị, ngăn cách bởi dấu phẩy giữa phần nguyên và phần thập phân. Phần thập phân có 4 phần 10, liền kề sau dấu phẩy là hàng phần 10. Chúng ta có số 4. Như vậy số này được viết là 3,4. Phần nguyên có 90, 2 đơn vị, dấu phẩy, phần thập phân 7%. Như vậy để muốn có hàng phần trăm, chúng ta phải bước qua hàng phần 10. Hàng phần 10 không nhắc đến nghĩa là không có. Không có thì phải viết số 0. Rồi, như vậy mới qua hàng phần trăm là số 7. Số này ta đọc là 92,07. Số thập phân thứ 3 gồm 600, 8 đơn vị. Như vậy hàng trăm là số 6. Hàng chục không có, viết số 0. Hàng đơn vị viết số 8. Tách giữa phần nguyên và phần thập phân bằng dấu phẩy. Sang phần thập phân, chúng ta có 2 phần nghìn. Để qua được hàng phần nghìn, chúng ta phải bước qua hàng phần 10 và hàng phần trăm. Hàng phần 10 không có, viết số 0. Hàng phần trăm không có, viết số 0. Và hàng phần nghìn, viết số 2. Số thập phân thứ 3 chính là 608,002. Số thập phân thứ 4, phần nguyên gồm có 54 đơn vị. Ta viết 54, dấu phẩy. Phần thập phân gồm có 2% và 4 phần nghìn. 2% thì phải bước qua hàng phần 10. Hàng phần 10 không có, ta viết số 0. Rồi mới qua hàng phần trăm là số 2. Rồi tới hàng phần nghìn là số 4. Số thập phân thứ 4 ta đọc là 54,024. Chúng ta sang bài tập vận dụng tiếp theo, đó là bài tìm giá trị của chữ số 7 trong các số thập phân sau. Các em đọc lại cho cô nhé. Hàng chục, hàng đơn vị, dấu phẩy, hàng phần 10, hàng phần trăm, hàng phần nghìn. Như vậy chữ số 7 này nằm ở hàng phần 10. Vậy ta tích vào 7 phần 10. Số thập phân tiếp theo 156,275. Phía sau dấu phẩy, phần thập phân hàng đầu tiên là hàng phần 10, hàng phần trăm, rồi tới hàng phần nghìn. Như vậy chữ số 7 này nằm ở hàng phần trăm. Ta tích vào 7%. Đây là giá trị của chữ số 7. Số thập phân thứ 3 7,038. Chữ số 7 này nằm ở phần nguyên, đứng một mình. Đây chính là hàng đơn vị. Ta chọn vào 7 đơn vị. Số thập phân tiếp theo ta có 55,907. Chữ số 7 nằm ở phần thập phân. Ta đếm các hàng nào? Hàng phần 10, hàng phần trăm, hàng phần nghìn. Như vậy chữ số 7 này nằm ở 7 phần nghìn. Chúng ta sang bài tập vận dụng thứ 3, đó chính là so sánh hai số thập phân. Để so sánh hai số thập phân thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cấu tạo của số thập phân. Số thập phân gồm có phần nguyên, dấu phẩy và phần thập phân. Do đó, để so sánh hai số thập phân, ta sẽ so sánh phần nguyên trước, rồi mới so sánh phần thập phân. Bắt đầu từ hàng phần 10, hàng phần trăm, rồi tới hàng phần nghìn. Nhắc lại, để so sánh hai số thập phân, ta so sánh phần nguyên trước. Cô ví dụ,
36,99 so với 40,5. Số thập phân thứ nhất có phần nguyên là 36, số thập phân thứ hai là 40. Vì 36 nhỏ hơn 40, ta kết luận luôn số thập phân 36,99 bé hơn 40,5. Như vậy, so sánh hai số thập phân, nếu phần nguyên lớn hơn thì ta kết luận lớn hơn, phần nguyên bé hơn thì ta kết luận bé hơn. Khi nào phần nguyên bằng nhau thì ta mới so sánh tiếp phần thập phân nhé các em. Chúng ta sang ví dụ thứ hai. 125,4 so sánh với 99,587. Số thập phân thứ nhất, phần nguyên có 125. Số thập phân thứ hai, phần nguyên có 99. 125 lớn hơn 99, ta kết luận 125,4 lớn hơn 99,587. Trường hợp thứ ba, 58,9 so sánh với 58,72. Hai số thập phân này có phần nguyên bằng nhau. Như vậy ta sẽ so sánh phần thập phân bắt đầu từ hàng phần 10. Như vậy hàng phần 10 của số thập phân thứ nhất là số chữ số 9. Hàng phần 10 của số thập phân thứ hai là chữ số 7. Vì 9 lớn hơn 7, ta kết luận luôn 58,9 lớn hơn 58,72. Các em thấy không? Thật là kỳ lạ đúng không nào? Mặc dù 58,9 phần thập phân chỉ có một chữ số và 58,72 phần thập phân có hai chữ số, nhưng sự thật đã chứng tỏ rằng một chữ số đã lớn hơn hai chữ số đó. Cho nên để ý, để so sánh hai số thập phân, ta phải so sánh theo từng phần và từng hàng các em nhé. Bây giờ chúng ta sang ví dụ tiếp theo. 0,158 so với 0,16. Các em làm thử xem số nào lớn hơn số nào nhé. Xét về phần nguyên trước, số 0 giống nhau, hàng phần 10 bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ so sánh tiếp hàng phần trăm. Số thập phân thứ nhất có chữ số 5, số thập phân thứ hai là chữ số 6, mà 5 thì bé hơn 6, do đó ta kết luận 0,158 bé hơn 0,16. Một ví dụ nữa, 68,7 so sánh với 68,700. Chẳng lẽ cô sẽ tách đây là một bài tập riêng, nhưng bởi vì nếu tách ra thì sẽ dài dòng lắm, cho nên cô viết vào trong phần so sánh hai số thập phân này luôn. Chúng ta thấy là phần nguyên của hai số thập phân này bằng nhau đều bằng 68. Hàng phần 10 là số 7. Và cô kết luận rằng hai số thập phân này bằng nhau. Vì sao nào? Vì những số 0 nằm bên phải của phần thập phân chúng ta có thể lược bỏ các em nhé. Như vậy, cô và các em vừa ôn tập về hàng của số thập phân. Chúng ta đã biết cách viết số thập phân, biết tìm giá trị của một chữ số phần thập phân và biết so sánh hai số thập phân. Ở phần bài tập vận dụng sau, cô sẽ hướng dẫn các em là chuyển một số thập phân, chuyển một phân số thập phân hoặc hỗn số sang số thập phân và đổi đơn vị đo nhé. Thân chào các em.